Xin chào các bạn đã đến với kênh Tarot KMC. Thì hôm nay mình sẽ đến với một chủ đề, đó là điều gì đang đến với các bạn trong thời gian sắp tới. Thì hiện tại đây mình đang có bốn tụ bài, bốn viên đá tượng trưng cho bốn tụ bài nhé. Viên đá đầu tiên này, viên đá số 2, viên đá thứ 3, viên đá thứ 4. Bạn hãy chọn một viên đá mà bản thân của mình cảm thấy thu hút nhé. Và sau đó thì mình sẽ trải bài để gửi đến cái thông điệp này cho các bạn. Thì đây sẽ là viên đá số 1 này, số 2, số 3, thứ 4. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là điều gì đang đến với bạn trong thời gian sắp tới. Ok, thì mình sẽ xem là điều gì đang đến với các bạn trong thời gian sắp tới nhé. Các bạn tập tụ số 1. Các bạn có 10 các bạn có 10 xu, một cái năng lượng rất là tuyệt vời ở đây. Lá thứ hai nhảy ra đó là 9 xu, 9 xu, 10 xu. Còn điều gì nó tích cực hơn thế này nữa. Và các bạn có The Devil, yeah. Có thể trong thời gian vừa rồi các bạn đang đối diện với một cái con quỷ ở trong bản thân của mình. Chín xu là tinh thần đại diện cho việc yêu thương bản thân, đại diện cho cái thông điệp là self love. Và 10 xu đó là cái sự phát triển từ tình yêu thương bản thân. Thì bạn có phát triển ra tình yêu thương đến đồng loại, đến gia đình, đến những người xung quanh bản thân của bạn. Thì điều gì đang đến với bạn trong thời gian sắp tới? Mình cảm thấy đây sẽ là một cái chặng đường, hay là một cái năng lượng, một cái hành trình nó rất là phát triển. Bạn sẽ có được những cái điều mà bạn mong muốn, những cái điều mà bạn kỳ vọng, những cái điều mà bạn mong chờ về bất cứ mọi thứ. Yeah, 10 xu nó cũng đại diện cho cái sự đủ đầy, cái sự abundance, là cái sự thịnh vượng nữa. Thế nên là mình cảm thấy là đang không có một cái gì có thể cản trở với các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã là cái người mà dám cắt đứt, hay là dám đối diện với con quỷ bên trong bản thân của mình, dám đối diện với phần góc tối ở bên trong bản thân của mình. Và the lovers, yeah, có thể trong thời gian tới các bạn sẽ, bạn nào mà chưa có người yêu nhá, thì các bạn sẽ có một cái đối tượng nào đó đến với các bạn. Hoặc là sau một cái thời gian dài các bạn ở trong trạng thái của việc ngược đãi bản thân, các bạn trong trạng thái của việc là không tôn trọng bản thân của mình, thì các bạn đã bắt đầu có cái ý thức là chấp nhận bản thân của mình, học cách yêu thương, cho phép bản thân của mình những cái điều mong muốn. Dạ, chính xác này. Sau một cái thời gian dài mà các bạn ở trong cái trạng thái của sự trầm cảm, trong trạng thái của sự bế tắc, thì khi mà các bạn hoàn thành cái bài học đó, khi mà các bạn biết cái cách phát triển cho bản thân của mình thì điều gì sẽ đến? Bạn thu hút một người nào đó bước vào cuộc sống của bạn. Hoặc là nếu mà các bạn nào đang ở trong cái mối quan hệ nhé, hoặc là các bạn nào chưa ở trong mối quan hệ cũng vậy, thì nếu mà các bạn ở trong mối quan hệ rồi thì mình cảm thấy là các bạn dám đối diện với nhau, dám đối diện với góc tối của nhau này, giải quyết những cái vấn đề liên quan giữa cái mối quan hệ để các bạn đạt được cái trạng thái của sự tích cực nhất. Queen of Wands, các bạn rất là nhiều lửa trong cái hành trình này. Một ai đó rất là nóng bỏng, một ai đó rất là cuồng nhiệt sẽ bước vào cuộc sống, sẽ bước vào hành trình của các bạn. Mình không có ý định đó, chính xác là mình không có ý định để gửi những cái thông điệp này về cái thông điệp tình yêu, nhưng mà bởi vì các bạn có lá The Lovers ở đây và The Empress, bạn đại diện cho tinh thần này, bạn đại diện cho tất cả những cái sự phát triển, những cái sự màu mỡ, những cái gì đấy nó tuyệt vời nhất, nó đang ở cái độ mơn mởn nhất trong cái hành trình của các bạn. Thế nên là cái điều gì đang đến, một cái gì đấy nó rất là tích cực, một cái điều gì đấy nó là mình không biết phải diễn tả từ gì nữa, bởi vì cái năng lượng đây nó thực sự là rất là tuyệt vời. Nhưng mà để đạt được đến cái năng lượng này thì các bạn cũng đã phải trải qua quá là nhiều trong cái hành trình này, có những cái sự chia xa này, có những cái sự xa cách. Và đây là cái hành trình mà các bạn đi tìm bản thân của mình. Mặc dù nó nói về cái việc đó là một ai đó đến với các bạn, một ai đó xuất hiện trong hành trình của các bạn đó, nhưng mà mình thấy là các bạn đã phải kết nối với chính bản thân của mình trước. Bởi vì khi mà các bạn vẫn ngắt kết nối với bản thân của mình, các bạn không có cái sự thấu hiểu yêu thương bản thân của mình mà các bạn tương tác với người khác, thì các bạn sẽ chỉ đơn giản là tạo ra những cái vòng lặp không có hồi kết. Và cái vòng lặp đấy nó sẽ làm tổn thương các bạn. Flirt, mình đặc biệt là thấy tất cả những cái tụ bài này nó dành cho những cái bạn mà đang độc thân nhá, hay là các bạn chưa có người yêu, các bạn đang rất là hoài nghi, không biết là liệu rằng câu chuyện tình cảm của mình sắp tới nó như thế nào. Flirt ở đây, có một ai đó rất là tán tỉnh và các bạn có chemistry này, rất là nhiều, rất là máu lửa, rất là nhiều tình cảm. Mình không biết phải phân tích, mình không biết phải làm gì nữa. Giờ mình sẽ bốc rút thêm một cái bộ liên quan đến tình yêu trái tim cho các bạn nhé. Nhưng mà nói chung là rất là chúc mừng các bạn chọn tụ bài số 1 với một cái tụ bài rất là nở hoa. Các bạn có hình ảnh hai người rất là ôm ấp nhau này. Hai người truyền cho nhau những cái sự kết nối. Đây là cái năng lượng mà hai người hòa hợp với nhau đó. Và cái thông điệp đằng sau này nó nói về cái việc là chúng ta phản ánh lại tất cả những cái gì mà của nhau. Tức là cái đối phương đến với bạn họ giống như một cái tấm gương.
điều gì bạn không thích ở họ cũng là cái điều bạn đang từ chối nhìn nhận vào chính bản thân của mình. Thế nên là hãy học, hãy thấu hiểu và hãy cảm nhận xem là cái điều gì đang đứng đằng sau cái câu chuyện tình cảm đó, thực sự là bạn đang khát khao điều gì, và hãy là cái người cho bản thân của mình những cái điều đó thì mọi thứ nó sẽ tự động hóa giải. Reflection này mình vừa mới nói là các bạn giống như một cái tấm gương phản ánh nhau, và trong thời điểm này hãy cho nhau khoảng thời gian, hãy có niềm tin và tin tưởng rằng mọi thứ nó sẽ xảy ra, mọi thứ nó sẽ thực hiện theo cái cách tốt nhất của nó. Chính xác là như vậy. Tức là có thể khi mà cái người này xuất hiện trong cái hành trình của bạn á, bạn sẽ bắt đầu hoài nghi họ, là không biết là liệu rằng chúng ta có lặp lại cái vòng lặp cũ hay không, liệu rằng bản thân của bạn có đang tạo ra một cái chương cũ hay là các bạn viết lại cái câu chuyện giống với người cũ hay không. Nhưng mà hãy cho chính bản thân của mình thời gian, là cho họ thời gian nữa. Mỗi người sẽ có một cái màu sắc khác biệt với nhau, và họ sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều cái năng lượng tươi mới, những cái năng lượng rất là tích cực. Các bạn có comfort, một cái sự thoải mái. Họ mang đến cho bạn cái sự thoải mái, sự bình yên, sự nuôi dưỡng và receptive. Receptive là ở trong cái trạng thái của việc là cởi mở, của việc là đón nhận đó. Và creative, chính xác, đó là cái tinh thần, đây chính là cái tinh thần của chín xu này, cái tinh thần của cái việc là bạn luôn ở trong xu hướng của việc là cởi mở, open với tất cả những cái gì bạn đến, tất cả những cái gì nó đến với bản thân của bạn, bởi vì bạn đã có đủ tình yêu thương với chính bản thân của mình rồi. Thì tại sao mình cần phải hướng ra bên ngoài, tại sao mình cần phải theo đuổi ong bướm làm gì, mà tại sao bây giờ không phải là ong bướm quay trở lại với bạn. Thì đây sẽ là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ bài đầu tiên nhé. Mình thấy rất là tích cực với bạn, điều gì đang đến với bạn trong thời gian sắp tới, trong tháng tới. Có thể đấy là một tình yêu mới, có thể một ai đó có một cái hẹn ước nào đó với bạn ở thể linh hồn, và hai người kết nối với nhau, tương tác với nhau, giúp nhau phát triển cái hành trình này rất là ý nghĩa và rất là nhiều ánh sáng, đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 2. À và quên, nếu các bạn chọn tụ bài đầu tiên nhất thích cái thông điệp này thì các bạn có thể cho mình một like hoặc là đăng ký kênh hoặc chia sẻ video này để giúp mình nhận. Mình sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 2, điều gì đang đến với các bạn trong thời gian sắp tới. Các bạn chọn tụ bài số 2, điều gì đang đến với các bạn trong thời gian sắp tới, trong tháng tới. Điều gì? Các bạn có The World, điều gì đang đến với các bạn trong thời gian sắp tới. Các bạn có Death, một cái gì đó nó đã kết thúc nhưng mà không sao cả. Cái sự kết thúc này sẽ là một cái khởi đầu mới dành cho các bạn, một cái trang mới, một cái chương mới nó mở ra với bạn, một cái khởi đầu mới chính xác này. Khi mà một cái gì đấy nó kết thúc á, khi nó ở cái xu hướng là thoái trào, nhưng mà cũng hãy biết rằng cái sự thoái trào đấy, cái sự kết thúc đấy sẽ là cái tiền đề cho bạn để bạn phát triển một cái điều gì đấy nó mới mẻ hơn, nó tuyệt vời hơn. Luôn nhớ rằng là change is always good, tức là cái sự thay đổi á thì nó luôn mang đến cái điều tích cực nhất. Mình cảm thấy là đã đến lúc bạn cần phải khép lại tất cả những cái chương cũ ở đây, những cái đau đớn, những cái mệt mỏi, hay là những kể cả có những cái sự niềm vui nữa, nó đã hoàn thành xong một cái chu kỳ của nó rồi, và đã đến lúc bạn cần phải đón nhận, cho phép bản thân của mình với những cái cơ hội khác, không phải là những cái điều cũ nữa. Hãy làm mới cái hành trình của bạn. King of Wands, bạn có đủ sự thông thái, bạn có đủ sự phát triển, bạn có The Emperor, chính xác, đây là tinh thần của bạn, đây là một cái tinh thần của ông vua này, luôn đón nhận những cái thử thách, luôn đón nhận những cái điều mới mẻ xảy đến trong hành trình của bạn. Nói chung là để tổng quan về điều gì đang đến với các bạn trong tụ số 2 thì mình thấy đây sẽ là một cái trải nghiệm mới hoàn toàn cho các bạn, một cái sự tiến lên phía trước. Có thể các bạn sẽ có xu hướng là đi ra nước ngoài, di chuyển chỗ ở, di chuyển vị trí làm, di chuyển công việc, hoặc có thể thậm chí là thay đổi một mối quan hệ, từ bỏ một cái gì đấy mà nó đã có một cái sự phát triển lâu năm. Nhưng mà cái sự từ bỏ này mình thấy là mình thấy ít cái sự giằng xé ở đây, hoặc là cái sự giằng xé của các bạn đã, nó đã qua rồi. Bạn ở trong cái tinh thần của việc là ok, đến đâu thì đến, hãy để cho vòng xoáy vũ trụ, hãy để cho mọi thứ nó xảy ra của nó, bởi vì bạn biết là rồi bạn sẽ ổn thôi, bạn biết rồi mọi thứ nó sẽ tích cực với bạn. Nó cũng là một cái sự hanh thông sau một khoảng thời gian dài mà bạn cảm thấy bế tắc, bạn cảm thấy tức là mặc dù bạn có cảm thấy bế tắc á, nhưng mà mình không cảm thấy là bạn resist, là bạn từ chối cái sự phát từ chối cái dòng chảy này, từ chối cái sự tiến lên phía trước này. Bạn chỉ đơn giản là đón nhận nó thôi, giống như cái việc là bạn đang gieo trồng những cái hạt mầm này á. Bạn biết là mình cần phải gieo trồng, bạn biết mình cần phải làm gì, và bạn làm điều đó, và sau đó thì bạn cũng không có đoái hoài xem là mọi thứ nó sẽ ra sao, mọi thứ nó sẽ như thế nào, bởi vì bạn biết là khi mà bạn xuôi theo dòng, bạn hướng với những cái gì
nó thuộc về năng lượng, nó cùng tần số cao với vũ trụ á, thì nó sẽ thu hút những cái điều tích cực. Thế thì ở đây mới là những cái thông điệp đầu tiên để cho các bạn trong tụ bài số 1 nhé. Một cái sự thay đổi khá là tích cực ở đây. Điều này có sự thay đổi nào, điều gì đang đến, điều gì đang đến với các bạn trong tụ bài số 2. Các bạn có go with the flow này, một cái sự xuôi dòng rất là mạnh mẽ, going with the flow, và maturity. Cái hành trình này giúp bạn nhận thức, cái hành trình này giúp bạn thay đổi rất là nhiều thứ. Bạn trưởng thành hơn bao giờ hết. Bạn có, và mình thấy có một cái sự thay đổi mạnh mẽ giữa cái mặt nhận thức của bạn nhé. Trước giờ có vẻ như là bạn hơi ở trong trạng thái của việc là cứng rắn, hơi ở trong trạng thái của việc là hà khắc với bản thân của mình. Nhưng mà có thể như bạn đã học, bạn đã biết cách buông lỏng nhiều hơn. Có thể trước giờ bạn luôn là cái người mà lo xa, luôn là cái người mà ô, không biết là dự án này sẽ như thế nào, công việc này sẽ ra sao, hành trình này nó sẽ như thế nào nữa. Nếu mà mình thử nó thì có tốt hay không? Mình chỉ thấy bạn đơn giản là bạn có cái sự trưởng thành và bạn biết là tất cả những cái gì nó đến với bạn nó là một cái bài học để bạn phải trải nghiệm, để bạn phải giống như cái việc là chúng ta tích lũy tín chỉ để chúng ta lên lớp đó, thì bạn cũng vậy, bạn cũng biết là mình cần phải tích lũy những cái tín chỉ đấy để phát triển đến một cái tầm cao hơn. Thì đây là cái thành quả của bạn, đây là cái sự chín mùi, đây là những cái điều tuyệt vời nhất, những cái sự đủ đầy nhất mà bạn có thể gặt hái được trong cái hành trình của bạn trong cái thời gian sắp tới. Nói chung là tụ bài số 1 và tụ bài số 2 rất là tích cực ở đây. Experiencing, bạn sẽ có được những cái kinh nghiệm, sẽ có được những cái sự thông thái. Mình không biết là phải giúp thêm bộ gì nhỉ. Các bạn có nothing yet in nothing is yet in set in to, in stone, tức là không có một cái điều gì là chắc chắn cả, nó đều có một cái cơ hội cho cái sự thay đổi. Và bạn và những cái điều mà bạn yêu á thì đang được an toàn, thế nên là đừng lo lắng, vũ trụ luôn ở đằng sau lưng của bạn để giúp đỡ bạn, để cho bạn khám phá những cái hành trình mới, và cứ tiếp tục nắm giữ cái niềm tin của bạn, cứ tiếp tục nắm giữ cái năng lượng này của bạn, hãy cố gắng giữ cái keep keep track in mind đó thôi. Hãy cố gắng, vì mình chỉ biết là hãy giữ cái sự tin tưởng này, và if you believe, nếu mà bạn tin tưởng vào nó thì mọi thứ nó sẽ xảy đến với bạn, bởi vì chúng ta thu hút những cái gì nó thuộc về niềm tin của chúng ta. Nếu bạn tin bạn có một cái sự phát triển tuyệt vời, bạn có một hành trình mới, có thể giống như cái việc là các bạn làm lại đi, làm lại từ đầu luôn đi, thì nếu mà bạn nghĩ là khi mà mình khởi nghiệp lại từ đầu á, mình sẽ đạt được kết quả cao á, nếu bạn có niềm tin đó thì bạn sẽ thu hút được cái điều đó. Thì đó sẽ là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ bài số 2 nhé. Và nếu mà các bạn chọn tụ bài số 2 thích thông điệp này thì các bạn có thể chia sẻ video này đến đến người khác, đến các bạn bè khác, thì mọi người đều có một cái có thể đón nhận được cái thông điệp trong cái trạng thái tích cực nhất. Bây giờ mình sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 3. Các bạn chọn tụ bài số 3. Điều gì đang đến với các bạn chọn tụ bài số 3 trong thời gian tới, trong tháng tới? Điều gì đang đến với các bạn chọn tụ bài? Điều quan trọng là đang đến với các bạn chọn tụ bài số 3 trong tháng tới. Chúng ta có The High Priestess. Có thể liên quan đến nhận thức. Nine Pentacles. Các bạn biết mình đang nghĩ gì không? Đó là có thể bởi vì cái dịch bệnh này á, nó khiến cho tất cả mọi người cần phải ở nhà nhiều hơn này, và khi mà chúng ta ở nhà nhiều hơn thì chúng ta có thời gian làm việc với chính bản thân của chúng ta. Có một cái mình thấy là bạn đang thực sự là kết nối với chính bản thân của mình. Các bạn lại có chín xu lần nữa ở đây, nhưng mà có thể như là trong cái thời gian vừa rồi hoặc là trong cái thời điểm sắp tới á, bạn sẽ nhận thức được ra nhiều điều, bạn sẽ không còn trốn chạy bản thân của mình nữa, hay là bạn không còn ở trong trạng thái của việc là đeo mặt nạ, sống ở trong cái trạng thái của việc là gượng ép không thật là bản thân của mình. Có thể như trước giờ bạn luôn là cái người mà nói không với cảm xúc của chính bản thân của bạn, bạn đặt người khác lên bên trên, bạn làm hài lòng bản thân của người khác, nhưng mà bạn lại từ chối quên đi cảm xúc bản thân của mình. Thì mình thấy là, và có thể nó đến từ trong những cái ảnh hưởng, nó đến từ những cái ảnh hưởng từ những cái mối quan hệ cũ của bạn nhé. Thì có thể cái thời gian này á, bạn đang thực sự là thay đổi góc nhìn này, kết nối tâm linh với bản thân của mình nhiều hơn thông qua thiền, yoga, hay là bạn đi chữa lành.
đại loại là như vậy, hoặc là bạn có những cái buổi tarot reading với những reader mà nó không chỉ đơn giản về cái việc là dự đoán tương lai, bạn mong muốn là mình cần phải tìm ra cái câu hỏi là mình là ai đó. Thì và khi mà các bạn làm điều đó thì mình thấy là các bạn thực sự là kết nối mạnh mẽ với bản thân của mình, và cái năng lượng đó nó sẽ thu hút những cái người hay là những cái đối tượng phù hợp với tần số của bạn. Hoặc là sau một cái thời gian dài mà bạn thu mình lại, bạn sợ bản thân của mình bị lừa dối và bạn không có mở cửa con tim để đón nhận cái tình yêu từ bên ngoài, thì trong thời điểm này mình cảm thấy là bạn sẽ làm được điều đó. Bạn có hai lá số 7 nhé, 7 kiếm và 7 và 7 ly. 7 ly là giống như một cái daydream and decision đó, tức là một cái giấc mơ nào đó, và mình phải đưa ra sự lựa chọn giữa những cái cốc này xem là đâu sẽ là cái cốc ngọc ngà châu báu của mình, đâu sẽ là cái cốc mà nó phù hợp với bản thân của mình. Có thể như là bạn sẽ không mình cảm thấy là thay vì cái việc là bạn chọn những cái cốc đó, bạn sẽ để tức là bạn có đủ ý thức để nhận thức được là mình cần phải làm gì tốt nhất cho bản thân của mình. Thế nên là khi mà bạn lựa chọn cái cốc đó thì dù cái cốc nào đi nữa, bạn cũng biết bảo vệ bản thân của mình trong cái mối quan hệ đó. Thì thông tin thiệt cho các bạn. Các bạn chọn tụ bài số 3, mình cũng cảm thấy là đây sẽ là một mối quan hệ mới đến với các bạn, vì các bạn lại có một lá tờ lovers ở đây nữa, và một cái cơ hội mới, một cái cánh cửa mới mở ra với bạn. Có thể bạn đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ có người yêu mới, hay là mình sẽ không bao giờ vượt qua được cái chặng đường đó, tại sao cuộc sống của mình luôn ở trong cái trạng thái tù túng, mình luôn cảm thấy là có một cái gì đấy nó không thật với bản thân của mình, hay là mình luôn sợ rằng là nếu mà mình bước vào một mối quan hệ thì mình sẽ dễ là cái người bị lừa dối. Đừng ở trong cái vị trí của việc là đặt cược tương lai của mình vào những cái điều đen đủi và những cái điều tiêu cực. Bạn cần phải có niềm tin vào phía trước. The star này. Có thể một ai đó trong quá khứ sẽ quay trở lại với bạn nhé. Hoặc là một cái giấc mơ nào đó về câu chuyện tình cảm nào đó của bạn sẽ trở thành sự thật. Cánh cửa đó sẽ mở rộng ra với bản thân của bạn. Các bạn tiếp tục bài sẽ... Nhưng mà cái quan trọng nhất là bạn đã biết kết nối với bản thân của mình, với tinh thần yêu thương bản thân của mình. Các bạn có hai lần là số 7. Tại đến lúc các bạn cần phải sống với chính cảm xúc của mình thôi. Hãy nhẹ nhàng hơn với những cái gì nó xảy đến với hành trình của bạn, với cuộc sống của bạn. Hãy relax and chill đó. Tức là thư giãn và chill thôi, và nhẹ nhàng để cho mọi thứ nó đến thôi. Các bạn có hai lần 7 kiếm, các bạn có hai lần 7 7 ly. Bạn đang từ chối nhìn chính xác là trước đó bạn là cái người mà từ chối nhìn vào cái con người cũ của bản thân của bạn, nhưng mà trong thời gian sắp tới bạn sẽ có cơ hội làm việc với bản thân của mình, và khi mà bạn làm việc với bản thân của mình á, tình yêu sẽ xuất hiện. Một cái phiên bản mới tích cực nhất của bạn sẽ hiện ra để cho bạn trải nghiệm những cái điều mới mẻ nhất này, buông bỏ cái sự stress. Có rất là nhiều lá số 7. Nhưng mà hãy cố gắng lên, bởi vì mình cảm thấy là bạn đã rất là, tức là cái lá số 7 á, nó cũng gần giống như cái việc là chúng ta phải đi qua 8, 9, 10 đúng không? Thì bạn đã gần đến cái cuối của cái hành trình đó rồi, gần đến những cái bước cuối cùng của hành trình đó rồi. Bạn cần phải hoàn thiện bản thân của mình nhất để sẵn sàng đón nhận những cái điều mới, những cái điều tích cực hơn. A Knight of Wands, Knight of Wands là cái quá khứ của bạn. Thì mình nghĩ là mình sẽ dừng lại ở đây cho các bạn trong tụ bài số 3, bởi vì nó sẽ là cái hành trình với bản thân của bạn nhé. Bạn sẽ phải làm việc với bản thân của bạn trong thời gian sắp tới nếu mà bạn chưa ở trong cái vị trí của việc yêu thương bản thân của mình. Còn nếu mà bạn đã ở trong vị trí của việc yêu thương bản thân của mình rồi thì hãy đón nhận cái tình cảm của các bạn, hãy đón nhận một tình yêu mới đến với các bạn. Và mình nghĩ là sau đó, sau sau cái video này thì mấy hôm nữa mình sẽ làm một cái video liên quan đến người cũ nhé. Các bạn có hứng thú với cái video đó thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình. Bởi vì thực ra thì mình không không có mình không có ý định. Sorry các bạn, mình rớt mất một lá bài ở đây. Thực ra mình không có ý định làm về chủ đề người cũ nữa. Nhưng mà có vẻ như là rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều năng lượng tìm đến mình liên quan đến người cũ. Thế là mình sẽ làm về một cái chủ đề đó. Bây giờ mình sẽ đến với chủ đề thứ tư nha. Chủ đề thứ tư đó là các bạn cho tụi bài thứ tư nào, điều điều quan trọng là đến với các bạn trong thời sắp tới. Các bạn cho tụi bài thứ tư, điều quan trọng là đang đến với các bạn trong thời gian sắp tới.
Các bạn có ace of wands. Là ace luôn là một cái khởi đầu, luôn là một cái sự phát triển, luôn là một cái nó giống như một cái cơ hội cho chúng ta nghe nhó một cái điều gì đó. Two of swords. Có thể bạn đang khá là phân vân giữa một cái quyết định nào đó trong thời gian vừa rồi, và bạn không biết là mình nên bắt đầu từ đâu, mình nên như thế nào, mình nên làm gì. Thì may mắn hay là chúc mừng cho các bạn đó là bạn sẽ có những cái cơ hội để trải nghiệm những cái điều đó. Nhưng mà bạn cần phải có một cái sự suy nghĩ chín chắn hơn. Bạn cần phải thay đổi góc nhìn của mình. Bạn không thể nào mà... Chứ là mình thấy là có một cái gì nó rất là máu chiến ở bản thân của các bạn. Nhưng mà bạn cần phải chậm lại một chút. Bạn không thể nào mà nhảy từ bước 1 đến bước 10 được. Mọi thứ nó đều có cái hành trình, mọi thứ nó đều có từng bước, từng giai đoạn của nó. Vậy nên là hãy cố gắng. Hãy cố gắng thực hiện từng bước một, và cũng đừng lo lắng là tại sao. Nhà mình thấy hầu hết đó là bởi vì cái dự định này mà các bạn không thực hiện được, hay là những cái điều bạn mong muốn bạn chưa thực hiện được á, đó là bạn sợ nhiều hơn là bạn thực hiện nó. Bạn phải nghĩ là bạn tích đủ thứ này thứ kia, tích đủ 10 bước thì bạn mới bắt đầu nó, nhưng mà thực ra việc của bạn chỉ cần là tích một bước, và cái bước thứ hai của bạn đó là dám sử dụng cái bước một của bạn để hướng ra bên ngoài, thay vì cái việc là chờ đợi mọi thứ nó có sẵn hết cho bạn thì bạn chỉ cần đi thôi. Thì hãy ở trong cái trạng thái của việc là bắt đầu, hãy sẵn sàng khi mà bạn ngay cả khi mà hãy bắt đầu ngay cả khi mà bạn chưa sẵn sàng, bởi vì đâu và đâu đâu nó sẽ vào đó. Và cái sự phân vân này nó đến bởi vì cuộc sống của bạn không hề ổn, có một cái gì đấy nó đã đến cái giai đoạn đường cùng, nó đã đến một cái giai đoạn là nó khó để phát triển, nó mình cảm thấy là có một cái gì để nó thuộc cái sự lâu năm ở trong cái hành trình này, ở trong những cái điều mà bạn đang trải qua này. Mặc dù bạn biết đó là nó không thể phát triển được nữa và nó đang có cái nguy cơ bị sụp đổ á, nhưng mà bạn vẫn đang kiểu cố gắng từ chối, không dám nhìn nhận hay là không dám hành động. Thì cái thời gian sắp tới hoặc trong cái tháng tới á, mình thấy là bạn sẽ tìm ra một cái niềm tin, hay là bạn sẽ tìm ra một cái động lực nào đó để bắt đầu bạn thực hiện. Ví dụ như là sau mấy tháng bạn nghỉ dịch đi, mấy tháng ở Hà Nội lockdown, Hồ Chí Minh lockdown á, bạn bắt đầu bạn không thể làm, bạn không thể quay trở lại về công việc cũ của bạn nữa. Nhưng mà bạn đâu đó bên trong bản thân của bạn vẫn dự định là gì à? Hay là mình cứ chờ đợi khi nào hết cách ly thì mình sẽ quay trở lại về công việc đó. Nhưng mà có vẻ như là bạn sẽ không chờ đợi được nữa, và bạn nghĩ rằng là đã đến lúc mình phải có một cái khởi đầu mới, đã đến lúc mình cần phải đi tìm một cái gì đó nó mới mẻ hơn. Thì chính khi cái nhận thức đấy á, nó có trong đầu của bạn, nó có trong tiềm thức của bạn á, thì nó manifest, tức là nó vô tình kiến tạo đến cái hành trình của bạn. Thế nên là đừng lo lắng quá nhiều. Bạn sẽ gặp rất là nhiều người trong cái hành trình này, có rất là nhiều lá liên quan đến hoàng gia ở đây. Họ sẽ có một cái sự giúp đỡ bạn. Cố gắng lên, và cuối cùng là bạn sẽ tìm được lại được cái sự cân bằng, hay là bạn sẽ tìm lại được cái sự thỏa mãn, sự đủ đầy trong chính bản thân của mình. Mình sẽ nói với các bạn là mọi thứ nó sẽ ổn. Đừng ở trong cái vị trí của việc là bi quan quá nhiều. Mặc dù chúng ta phải rời khỏi, mình thấy bạn sợ thì không hẳn là bạn sợ, nhưng mà chỉ đơn giản là bạn có một cái gì đấy mình thấy ở trong bản thân của bạn á. Bạn ngại, có thể vì sự đánh giá từ bên ngoài, bạn ngại vì tuổi tác, bạn ngại vì không có kinh nghiệm, hay bạn ngại vì cái việc là đó chưa phải là một cái gì mà mình làm bao giờ. Thì ai cũng vậy thôi, ban đầu chúng ta sẽ đều rất là ngại, đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn không thử á, thì bạn làm sao mà có kinh nghiệm để ứng dụng vào, hay là để áp, tức là để tích lũy vào cái hành trang của bạn. Vậy nên cứ đơn giản là breakthrough nhỉ? Cứ đơn giản là cố gắng và breakthrough khỏi cái hoàn cảnh của bạn thôi, và phá vỡ khỏi những cái sự đau đớn, hay là phá vỡ khỏi những cái sự gò bó, hay là những cái điều mà nó không mấy tích cực trong hành trình của bạn. Mình chỉ có thể nói là hãy mạnh mẽ lên, và bạn có một cái transformation ở đây. Đây là lá số 13, là lá death, là lá của cái việc là một cái gì đấy nó sẽ kết thúc, một cái gì đấy nó không thể phát triển được nữa, nó mang cái tính bước ngoặt. Thì chính xác là cái gì đang đến với các bạn á, đó là một cái cơ hội, đó là một cái sự kết thúc đi, nhưng mà nó là một cái nhu cầu, hay là nó là một cái khởi đầu mới cho một cái sự phát triển mạnh mẽ nhất của bạn, để bạn đạt đến được cái vị trí cao nhất, để bạn đạt đến được cái vị trí mà thỏa mãn nhất về mọi thứ, về những cái gì mà bạn đang trải qua. Và beyond illusion, đầu óc của bạn sẽ không thể hiểu được những cái gì mà ngoài tầm nhận thức của bạn. Tức là sao? Tại sao mình nói là đầu óc của bạn không hiểu được những cái gì ngoài tầm nhận thức của bạn? Tức là cái này phải giải thích nó rất là khó một chút nhé. Bạn thường sợ nhiều hơn. Tức là đầu óc của chúng ta thì thường
thường quy chúng ta đúng không, thường giữ chúng ta ở trong cái vùng an toàn đúng không, và nó rất là sợ, nó không biết được là cái ngoài cái vùng an toàn đấy là gì, thế nên là nó luôn giữ chúng ta ở trong cái vị trí cũ. Nhưng mà điều kỳ diệu thì luôn nằm ở ngoài vùng an toàn, những cái điều tích cực nhất, những cái điều tuyệt vời nhất thì luôn nằm ở ngoài vùng an toàn. Thế nên là hãy bỏ lại những gánh nặng mà bạn luôn mang vác, bạn luôn mang theo, để lại một bên để bản thân của bạn có thể nhẹ nhàng, hay để bản thân của bạn ở trong cái xu hướng là thanh thản nhất và đón nhận những cái điều tích cực nhất thôi. Lá này nó lại xuất hiện một lần nữa này. Mình thấy hôm nay trả bài nó bị so le ạ. Tức là tụ 1 với tụ 3 sẽ là về, tụ 1 với tụ 3 thì sẽ là về tình cảm, và tụ 2 với tụ 4 sẽ là một cái sự thay đổi, một cái sự phát triển nào đó. Work through your fears. Dạ chính xác này. Hãy hành động xuyên suốt thông qua cái nỗi sợ của bạn. Đừng lo lắng, đừng sợ, bởi vì nỗi sợ chúng ta thường sợ những cái gì nó đến từ tương lai và chúng ta chiến đấu với nó, nhưng mà liệu rằng nó đã có thật với trong cái thực tại này chưa để bạn có thể chiến đấu với nó. Chỉ đơn giản là đừng chọn cái nỗi sợ đấy nữa, hướng bản thân của mình đến với những cái điều tích cực hơn và manifest nó vào trong cái hành trình của bạn. Khi mà bạn có những cái suy nghĩ tích cực nó sẽ thu hút những cái điều tích cực đến cuộc sống của bạn, và nó sẽ làm cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết này. Yeah, và đây cũng là cái thời điểm mà bạn có thể cho đi a time to keep rather than take, tức là đến lúc mà mình phải cho đi thay vì cái việc là mình chỉ đón nhận lại. Nên nhớ rằng là những cái gì bạn cho đi thì nó sẽ quay trở lại với bạn theo hình thức này hoặc là hình thức khác, và bạn sẽ không bao giờ bị thiệt trong hành trình này. Mình chỉ muốn nói là các bạn hãy cố gắng lên, để bởi vì cái cơ hội hay là cái khởi đầu mới của các bạn nó có thể thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của các bạn theo cái chiều hướng khác, theo một cái chiều hướng tích cực hơn. Mình sẽ rút thêm bộ thông điệp từ vũ trụ này. Sorry. Và sau đó thì mình, bởi vì trong bộ này có một cái thông điệp mà mình đang nghĩ tới và không biết là nó có ra không. Có một cái gì đấy, what's wrong ở đây. Có một cái gì để sai sai trong cái bộ này. Thông điệp này cho các bạn chọn tụ bài thứ tư nhé. Trong điệp này các bạn tụ bài thứ tư. Đó là hãy tận hưởng cái sự khác biệt trong bản thân của bạn. Và chính xác là cũng đừng so sánh bản thân của bạn với ai cả, hay là nhìn ra cái câu chuyện của người khác và tự cảm thấy tủi thân. Biết rằng bạn rất là độc nhất với điều đó. Biết rằng bạn luôn được yêu thương, bạn luôn được giúp đỡ, bạn luôn được trân trọng. Và most of people are trying to survive. Và cái thông điệp nữa đó là keep it simple này. Mặc dù nó không ra cái thông điệp mà mình nghĩ, nhưng mà hãy giữ mọi thứ nó đơn giản thôi, không cần phải quan trọng hóa hay là phức tạp hóa mọi thứ lên cả. Và cái lá này có thể là cũng nói về bản thân của bạn, bản chất của bạn đó. Tức là hầu hết mọi người thì đang cố gắng chỉ để đơn giản là tồn tại thôi, nhưng mà có thể bạn sẽ tìm thấy được cái ý thức là mình tồn tại vì cái gì, mình cần phải phát triển như thế nào. Có vẻ cái tụ số 4 thì cái thông điệp nó hơi bị vĩ mô hơn một chút. Thì đây sẽ là trải bài này cho các bạn nhé. Và nếu mà các bạn thích thông điệp của mình, hay là thích những cái điều mà mình chia sẻ, thì các bạn có thể bình luận bên dưới và like, hoặc là chia sẻ năng lượng tích cực này đến với những người khác. Mình rất là cảm ơn các bạn.